All right, good evening, everyone. Phil here. Welcome to the Daily Wrap for what was Thursday, the 25th of August, 2022. That's... Đừng lo lắng, với gạo 039 của công ty Bình Minh, mọi cơn đau sẽ được đẩy lùi. Gạo 039 của công ty Bình Minh sản xuất tại Hoa Kỳ, mỗi ngày chỉ dùng 2 viên. Gạo 039 của công ty Bình Minh, dược phẩm đáng tin cậy để quý vị lựa chọn chăm sóc cho sức khỏe của mình và người thân. Sức khỏe là vàng.